Hello anh em, thì hôm nay mình bàn giao R15 cực can cực mới cho một anh em. Tới đây cọc anh lâu chưa, mấy tháng rồi? Một tháng rồi đó, một tháng rồi mới tìm được một chiếc xe đẹp. Mình nói rồi chờ từ từ đây, cuối cùng là ảnh rất là ưng ý, nhưng mà đặc biệt là đi mua xe mà không đem thêm chứng minh nhân dân, không đem theo gì đó thì rồi sao người ta ký giấy. Lần sau cũng cái clip này cũng những clip sau anh em đi mua xe làm ơn đem theo dùm chứng minh nhân dân, nếu như ủy quyền còn ký mua bán á, thì phải đem theo sổ hộ khẩu. Đó là hai cái đầy đủ nhất. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ dắt xe xuống dưới cho anh em chiêm ngưỡng con xe này nha. Thì con xe này nó đẹp, với lại nó gì em? Đẹp keng. Ok. Rồi vui quá mà quên đem theo cái gì đó. Đem theo tiền thôi hả? Hết rồi hả? Rồi ok. Thì bây giờ mình chạy xe xuống dưới cho nó sáng ha. Tại bữa nay trời âm u nó hơi tối. Mình sẽ chạy xe xuống dưới và mình bàn giao tất cả lại cho chủ mới của em nó nha. Ok nè. Rồi thì bữa nay mình đem ở đây cho nó sáng, tại trong kia nó hơi tối ha. Mình bàn giao cho chủ xe con R15 siêu mới. Nói gì nữa ta, giờ không biết nói gì hết trơn. Giờ mời chủ xe vô không ơi, mình mời một người bạn đi, một người bạn đi theo coi xe rồi đánh giá về vì sao về có con xe này đi. Đại diện ai đi, tóc hồng đi, đúng rồi đó. Rồi rất là cá tính ha. Rồi, thì bây giờ em giới thiệu tên đi, bạn của người chủ xe. Em tên Hiếu, đi chung với anh em nó mua chiếc xe này. Em mua xe thì bây giờ em là một người bạn đó, em đánh giá nó chiếc xe trước đi. Quá đã anh rồi. Anh chỉ thích nó về cái độ mới. Chưa đâu em, chưa chém lộn đâu, chưa chém lộn mà cầm đau đi đâu vậy? Từ từ, cứ từ từ, bình tĩnh. Rồi, là vậy thôi hả? Mình cũng không biết gì để nói nữa. Chỉ nói đẹp và mới. Nó quá đẹp rồi. Đẹp và mới. Nhất là cái bô. Rồi đây là một người bạn ha, đã đánh giá con xe ha. Thì mời chủ xe vô mình giao xe luôn đi, làm clip kỷ niệm anh em giao lưu với nhau. Đây, chủ xe 1m8. 1m8 đó, bự, ngồi to lắm anh em, bự lắm. Rồi thì sao? Nói dài sơ cái cảm giác mà khi mà mình tìm được cái con xe này, cảm giác con xe đầu tiên của mình nó làm sao? Đâu cầm nói luôn thôi. Hỏi thấy mặt cũng được, ngại thì mình quay mặt vô nói, cứ nói thoải mái. Em mừng lắm luôn mà em không biết nói gì sao đó. Là con này là em tâm huyết dữ lắm. Ai cũng tâm huyết hết á anh em. Đi thời gian xong rồi lên phân phối bán. Thì nói chung giờ thì em có thì em mừng lắm. Hả? Em muốn nói gì nữa? Không biết nói gì nữa hả? Bây giờ điều đầu tiên anh muốn em ngồi thử đi, một người 1m8 nhiều ký, chắc em chắc gần 100 hả? Yeah. Thì em ngồi thử con xe này nó có hợp. Anh nghĩ em ngồi con xe bự thì nó mới hợp thôi, chứ em ngồi Winner X đồ nó đó, quay cho anh em coi vậy. Nẹt bô đi, nẹt bô đi. Sao? Thích không? Có bô độ luôn. Đó. Vô trao cái bô zin luôn. Đây là bô zin nha. Bô zin nè. Rồi đuôi zin. Đó. Rồi xong. Bây giờ anh giới thiệu với anh em đi. Thì con xe này á, odo mới 2000 đúng không ha? Nãy anh chưa coi nó 2000. Odo 2007. Xe lướt. Đó. Rồi tiếp theo là xe có chống đổ nè, xi nhan, mũi tên nè. Lên bộ tem, tem này là tới 3 lớp đó nha anh em. Tem này tới 3 lớp luôn, 3 lớp. Rồi lên cây bô nè, trắng bùn nè. Cây bô trắng bùn. Rồi lên bát biển số, đúc gầm. Quan trọng là con xe này đồ zin vẫn là đầy đủ. Cái vỏ mới nó sẽ như vậy nè, nó sẽ có một cái đường chỉ ngang qua đây. Thì ok, mình thấy con xe này rất là đẹp, lên đầy đủ đồ chơi. Em có ý nghĩ là về mình lên thêm gì không? À, nghĩ là lên cái chợ sáng nữa là ok rồi, không cần lên nhiều. Vậy là vui rồi ha. Vui rồi. Xong. Vui đến nỗi mà quên đem theo chứng minh nhân dân luôn. Quên đem theo chứng minh nhân dân hay là hôm qua đi ở đâu nhà nghỉ người ta giữ chứng minh nhân dân đúng không? Không. 18 chứ. Giờ anh giao xe là không một vết chày nha. Không một vết chày, không một cái gì hết á. Đi thì phải giữ kỹ nữa là xe nó đẹp hoài. Rồi vậy thôi. Xong rồi, anh em giao lưu vui vẻ. Đó, phía sau là CBR 250 với 800. Nhìn xe ngầu không? Giờ mấy anh em mình vô chụp tấm hình đi ha. Chụp tấm hình kỷ niệm rồi thôi kết thúc clip. Cảm ơn anh em. Trời, test xe ơi, test xe ông nội nó bảo hiểm ra đấy, đứa công an khỏi bây giờ. Nó bảo hiểm, lấy đại cái nón kia chỗ đây cho ông test nè, hay nón anh cũng được. Được á, chứ mà dáng em mà chạy mấy chiếc Winner X là không có hợp. Sao nhìn hoài khoái xe hả? Xe đẹp quá anh ơi. Tháng 12 này, hẹn anh em tháng 12 sẽ có clip của tôi ở đây. Đó, tuyên bố ông Cầu gắt thiệt chứ. Đây Z8 165 triệu. Đẹp quá trời đẹp luôn. Con này là 120 triệu. Đó, lát nữa quay review cho anh em luôn nè. Đây mấy anh em lần lượt test xe nè. Rồi đi mua xe mà test vậy thôi chứ. Test từng người. Ừ, test từng người. Vui không? Đi mua xe mà có anh em đi theo rồi đông không? Lỡ thằng nào bán xe mà láo láo là bụt cái luôn. Đúng không? Đó, thằng đấy tướng bự 1m8 bự bự mà. Thiệt á. Về giờ này nó bưng em lên dư luôn á. Á, ghê nè. Ôi, Tết về. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker nha. Chắc clip sẽ dừng tại đây. Sẽ ra nhiều clip hay nữa cho anh em. Quá đẹp. Tuyệt vời ha, đẹp ha. Rồi ok.